Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi xin giới thiệu mọi người một mẫu dây chuyền 4 chỉ vàng 24K. Đây là một mẫu dây chuyền 4 chỉ vàng 24K. 4 chỉ vàng. Vàng 24K được thiết kế rất là đẹp. Mẫu này thiết kế rất đẹp nhỉ. Từng mắt các bạn này. Đường phay rất là bóng nhá. Rất là đẹp. Từng mắt nối nhau rất là dày dặn này. Mắt nối rất là dày dặn nhé. Mẫu này có trọng lượng là 4 chỉ. Móc miếng rất là đẹp này. 4 chỉ. Các mắt rất là dày nhá, rất là đẹp. Rất là đều mắt này. Vàng này đeo thì vừa đẹp mà lại thiết kế được mẫu này đẹp các bạn này, đẹp mà lại bán đi không bị lỗ nhiều. Như này thì bán đi hoặc đổ đi chỉ lỗ mấy tiền công các bạn đeo. Các bạn đeo tổng một vài năm xong các bạn đổ đi chỉ mất mấy trăm nghìn tiền công thôi. Khoảng 200 nghìn tiền công thôi. Như cái dây này là khoảng 200 nghìn tiền công này, 220 nghìn tiền công này. Đây có 4 chỉ vàng mà rất là to này. Bản rất là to nhé này. 4 chỉ vàng. Rất là đẹp. Được thiết kế rất là đẹp. Những mẫu mắt rất là tinh xảo này. Và các bạn nào thích thì liên hệ Zalo của tôi nhé. Đọc số Zalo của tôi ở đây là vào 0372455773 nhé. Còn địa chỉ cửa hàng tôi là Vàng Bạc Tâm Ấn 3 ở thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ các bạn nhé. Đấy, các bạn nào thích thì đến địa chỉ cửa hàng tôi hoặc liên hệ qua Zalo của tôi bằng số điện thoại 0372455773 nhé. Rồi. Giờ tôi xin kết thúc video ở đây. Chào tất cả các bạn nhé.